Anh vẫn quan tâm đầu tư cho em, vô quốc chữ vẫn cái không hiểu được. Chắc là hồi trước quan tâm, bây giờ vẫn quan tâm rồi, nhưng lại ít chủ động rủ em đi và muốn em chủ động, thì em có nên lùi lại hay là em nên nói chuyện rõ là em không muốn chủ động à? Yêu 1 năm chưa hòa hợp tờ giờ, cảm giác anh em ở anh là em đã đổ. Đôi khi anh áp đặt em mở ngoặc, em đã không em đã học đường tới trái tim chàng, nhưng em lại không hiểu hết được, không hiểu được tất cả. Lúc đi chơi thì anh vẫn thân mật yêu thương à, có phải anh chưa fall in love phải không? Câu trả lời cho em, anh phân tích cho em từng đoạn để từ đó anh copy lại, để từ đó em nhận ra nha. Nhưng mà em phải áp vào, em phải áp cái kiến thức của cái phần rung động, em phải áp cái kiến thức của những cái nội tiết tố hay là chất truyền dẫn thần kinh để tạo ra cái cảm giác yêu tròn. Em phải áp cái ba cái khối hành xử dẫn tới cảm giác bị hư, em phải áp cái công thức vào, ok? Thì từ đó em sẽ ra câu trả lời cho em. Bây giờ từng đoạn nha, anh vẫn quan tâm đầu tư cho em, cái loại trước có quan tâm đầu tư rồi, ít chủ động rủ em đi và muốn em chủ động. Em thấy ở trong đây nó có dấu hiệu của sự thiếu công nhận và bị tổn thương không? Tức là sao biết không, anh ta bây giờ ít chủ động mà anh ta nói vậy em phải chủ động. Em có thấy là ở trong mối quan hệ nó đã dẫn tới anh không biết làm gì, tại vì em nói hồi trước nó có đoạn ok, nhưng mà ở hiện tại thì anh ta cảm giác rằng không công bằng, tại sao anh cứ phải chủ động rủ em không rủ anh đó. Em thấy ở trong đó nó có dấu hiệu của sự tổn thương, em thấy ở trong đó dấu hiệu thiếu sự công nhận. Bây giờ em nhớ trong những cái chất truyền dẫn thần kinh đã tạo ra cái cảm giác hạnh phúc của người đàn ông không, cảm giác là cái cô gái này là quan trọng với mình đó, thì nó đã bị cái đó rồi, anh không biết sao mà nó ra vậy. Mà bây giờ em thấy không, nó đã khó rồi đó chưa, tại vì một khi em đã một cái mối quan hệ mà nó đi là phức tạp rồi á, thôi chút xíu sửa sao mình nói lại, nhưng mà tiếp tục nè, thì em có nên lùi lại hay là em nên nói chuyện rõ là em không muốn chủ động. Em thấy ở đây không, nếu mình lùi lại có nghĩa là mình thể hiện cho anh ta thấy là cương, tức là lúc đó là cương. Cương là gì? Tổn thương tiếp, thiếu sự công nhận tiếp, đúng không? Nhưng mà em lại làm vậy tại vì em nghĩ ồ mình là phụ nữ giá trị, mình không có chủ động. Cái sự chủ động ở đây phải hiểu đúng nghĩa. Rồi tiếp tục nè, yêu 1 năm chưa hòa hợp tờ giờ, ok, cái đó là cái còn giữ được, chính vì vậy cho nên là mối quan hệ nó còn á. Cho em tưởng tượng mà nếu y chang như vậy nha, nếu y chang như vậy mà có cái hòa hợp tờ giờ vô thì em sẽ thấy bây giờ nó nhạt, bây giờ em thấy nó căng, nó không nhạt nhưng mà nó có tiêu cực, tiêu cực mạnh, có tích cực, có tiêu cực mà nó ai thấy cực mạnh. Nhưng mà nếu như mà có hòa hợp tờ giờ em thấy là tiêu cực có thể giảm nhưng mà nó nhạt đó. Nhưng mà bây giờ không có hòa hợp tờ giờ thì cũng còn ok. Cảm giác em ở anh là em đã đổ, có nghĩa rằng em đã cho anh ta thấy là em cần và phụ thuộc anh ta. Anh ta nhận ra điều đó, chính vì vậy anh ta mới nói là em phải chủ động. Thì cái đó nó có nói lên điều đó và em nhận định như vậy là đúng. Rồi, đôi khi anh áp đặt em, đã câu trả lời thì vừa nói là anh áp đặt em là đúng đó, tại vì em đã đổ cho nên anh áp đặt được. Em thấy đây nè, nếu bây giờ áp bài học vô nè, tương quan của mối quan hệ thời kỳ hẹn hò là gì? Thì em sẽ thấy nè, em thấy em đã đổ và đôi khi ảnh áp đặt em thấy tương quan hư rồi. Thấy không, bây giờ áp kiến thức vô từng phần này, tương quan hư nè, tổn thương có nè, công nhận thiếu nè, hành xử của em là lo lắng, tại sao em nên lùi lại không? Rồi em nói em đã đổ, em thấy không, những cái dấu hiệu của sự tổn thương đã có trong ba cái nhóm để làm hư thì em có hai rồi, đúng không? Trong ba cái nhóm em cứ coi lại bài học sẽ thấy. Lúc đi chơi anh cố gắng anh dùng bài học anh giảng cho em, tại em nói em học mà em chưa hiểu. Lúc đi chơi thì anh vẫn thân mật, tức là sao, em cái cảm giác ham muốn còn vì cái word tại giờ chưa hết, cái vasopressin nó còn á, cái testosterone nó còn máu á, nhưng mà cái dopamine nó mất nhiều, thiếu công nhận đúng không, tổn thương nhiều đúng không. Rồi những cái cortisol nó sẽ được giới thiệu vào đó, như những cái nội tiết tố hạnh phúc như là dopamine rồi serotonin nó không có lên mà nó lại bù lại này, những cái cortisol, những cái stress nó vào. Lúc đi chơi thì anh vẫn thân mật, anh thấy nó pha, bởi vậy nên là không yêu thương à, có phải anh chưa fall in love phải không? Cái cảm giác này chắc chắn là chưa fall in love mà còn đang đi theo hướng mất dần, nếu như nó cứ như vậy. Bây giờ cái cần chỉnh nè, em biết rằng một cái mối quan hệ mà cái cách sửa một mối quan hệ là mình quay, nó quay về thì không đúng, là tại vì mình có thể chưa bao giờ ở cái lộ trình đó. Nhưng mà bây giờ mình tạm gọi là một người phụ nữ lúc sinh ra, lúc sinh đời trong đời á, lúc em 10 tuổi, lúc mà 5, 10, 15 tuổi, lúc mà chưa có dính vào, chưa biết yêu là gì. Thì cái phiên bản nó tạm gọi là phiên bản hoàn hảo, phiên bản mà chưa vướng bụi trần.
Em như cô gái vẫn còn xuân, trong trắng thân chưa lấm bụi trần. Bài này của ca sĩ Anh Tuyết. Anh Tuyết hay ca sĩ Anh Tuyết hát. Tự nhiên nhớ đường câu. Thì anh giả sử anh quay về cái thời đó và gọi đó là chuẩn. Đương nhiên cái người phụ nữ mà chưa kiến thức thì chưa là chuẩn, nhưng mà tạm là vậy đi. Thì cái mình nên làm ở lúc này là quay lại cái lộ trình đó. Cách sử duy nhất tức là một liều thuốc cho tất cả các dạng. Là tại sao? Là tại vì nó chính là cái con đường hạnh phúc của người phụ nữ. Mình quay về cái lộ trình, nếu anh đấng tạo hóa này tạo ra một cái con đường cho người phụ nữ được hạnh phúc thì hãy về lại cái lộ trình đó. Lộ trình đó phải của anh. Lộ trình đó là cái cách mà cái cuộc sống này, cuộc sống tình cảm con người đã được đấng tạo hóa thiết kế ra rồi đó. Em quay về cái đó. Ok. Và ở trong cái lộ trình đó thì em thấy những cái điều đó như đường tiêm chàng đã hướng dẫn em rất là đơn giản. Tại nó đơn giản mà nó thực sự mà các bạn tin, các bạn phức tạp hóa nó ra, các bạn nghĩ là phải sang chảnh cá tính rồi phải học cái này học cái kia. Thực ra cái các bạn học á, nói chứ học là vì mình đi để mình không biết cho nên mình tới một cái lớp để mình học. Thực ra nó vậy nè, hiểu người đàn ông, hiểu được mình trước, hiểu người đàn ông, hiểu cuộc đời, hiểu quan hệ tình cảm. Khi bạn hiểu những cái đó, nếu mà bạn không cần học mà bạn vẫn hiểu được á thì bạn chẳng cần đi học là bạn đã hiểu được cái đó. Và ở cái đó nè, bạn sẽ biết chăm sóc mình và là một người phụ nữ hạnh phúc tự thân, có vậy thôi. Rồi phần còn lại bạn thấy là mọi thứ nó rất đâu đúng, rất vào đúng chỗ đó. Thì cái lộ trình nó đơn giản vậy đó. Bởi bạn thấy người phụ nữ nào hạnh phúc họ lại thấy là rất là dễ, rất là đơn giản, họ cảm giác là chẳng biết sao mấy bà kia, mấy bà cứ cằn nhằn khổ sở không thấy đâu có cái gì đâu. Cái người phụ nữ hạnh phúc họ sung sướng, họ chẳng có bận tâm tới cái đó. Là tại sao? Là tại vì cái họ làm tất cả là họ làm cho họ là cái phiên bản đó. Và ở phiên bản đó họ được sung sướng, cho nó nói là em chăm sóc em thấy cuộc đời sung sướng. Mấy bà kia mà làm đeo đuổi đàn ông, đau đớn chồng con rồi rình rập rồi cắn nhắc, khổ đấy. Thật ra nó rất là đơn giản. Thì bây giờ câu trả lời cho em quay về cái lộ trình đó đi. Nếu mà em biết cái lộ trình đó là gì, và ở lộ trình đó mình không có cái thái độ lùi lại theo kiểu là mình anh bắt em chủ động em lùi lại, giống như có hành động trả đũa lại, nó không có làm như vậy. Mình cũng không có đổ như em đang tả. Mình không có bị phụ thuộc vào một người đàn ông. Ở trong cái mối quan hệ của em bây giờ đang bị hư rồi, nó đang ở trong một cái giai đoạn là nó sẽ ra một cái kết quả. Mà nếu như cứ như vậy mãi, nó sẽ ra một cái mối quan hệ phức tạp. Mà anh nói rồi, cái mối quan hệ phức tạp is not good. Tại vì cái mối quan hệ phức tạp đó, sau này nó nhiều cái thứ đó, tức là đau mà không buông được. Cái thứ đó là phức tạp đó. Đau mà không buông được, cái đó nó mới đau khổ, nó mới mệt. Còn nếu mà nó nhạt buông luôn mà sau đó em học được bài học thay đổi, thì em cần quay lại cái lộ trình đó. Và ở cái lộ trình đó thì em thay đổi cái phiên bản của mình, em sẽ thấy em hành xử khác. Anh giả sử nha, anh áp vô nè, ở một cái phiên bản mới có thể cách hành xử em sẽ đi như thế này, và với cái thái độ đúng nha, thái độ rất là quan trọng. Anh giả sử anh ta kêu em là bây giờ em rủ anh đi chơi thì em vẫn sẽ rủ anh ta đi chơi được. Em đề nghị chứ không phải rủ theo kiểu là thôi bữa anh kêu em rủ anh, em chủ động. Không phải vậy, tại vì cái đó nó thể hiện là mình sợ mất mối quan hệ. Mà nó lại như thế này nè, em đề nghị anh ta là em thích đi chơi chỗ này chỗ kia, theo anh đi chỗ nào. Tức là vì mình muốn đi, mình thích những cái sự kiện đó, mình thích những cái hoạt động đó mà mình đề nghị, và mình để anh ta quyết định, anh ta được cảm giác anh ta là đàn ông, và lúc đi chơi thì mình lại thấy mình vui. Tức là cái sự quyết định của anh đó nó là cái niềm vui, và đi chơi nó nên vui bởi mấy con đi chơi, phải không? Thì cái đó là cái một cái hành xử áp vào trong cái mà anh ta đề nghị em chủ động. Rồi nữa nè, ở trong cái đó em có thêm những cái sự công nhận, có những cái mà để nó niềm vui đó, cho anh ta thấy là anh ta có giá trị trong mối quan hệ, thì anh ta sẽ cảm giác đủ đầy hơn, anh ta lành hơn, anh ta sẽ không có cái dạng là áp đặt em phải thể hiện là em cũng có chủ động. Tại vì anh ta có cảm giác là em không có tình cảm với anh ta cho nên anh ta áp đặt. Tại vì em đổ nhưng mà lại không thấy có tình cảm cho nên anh ta mới ra cái áp đặt. Nếu em không có tình cảm mà em không đổ thì anh ta lại đeo đuổi. Tại không đổ sao áp đặt được, đúng không? Nhưng mà vì em chưa thể hiện là có tình cảm, hay là không biết là thể hiện sao không có, nhưng mà lại đổ cho nên mới ra được sự áp đặt đó. Chính vì vậy cho nên là nó mới ra cái trạng cảm giác này. Nhưng mà cái hành xử á, và cái thái độ như anh đưa một cái ví dụ như vậy, em thấy là nó để làm được điều đó thì em phải là cái phiên bản. Cái lớp đường nó trái tim bà chàng cho các bạn tất cả, gần phải nói là những cái mà mình nhớ được á, mình xếp hết vào trong đó, ở trong cái giai đoạn hẹn hò. Những cái thay đổi phiên bản của bạn á, nó nằm trong bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ, nó nặng hơn. Tại vì trong cái lớp đường để trái tim chàng, bạn thấy nó có một cái slide, và trong đó anh có cái slide gọi là tập trung vào bản thân. Thì cái tập trung vào bản thân nó lại là một cái chủ đề lớn hơn của cái lớp đường để trái tim chàng.
Tức là trong lớp đường dẫn trái tim tràng có những phần giải thích các bạn chi tiết, tức là đường dẫn trái tim tràng là một cái ống kính lúp mà nó phóng lớn lên một cái nội dung thôi, trong thời kỳ hẹn hò cho người phụ nữ thôi. Nhưng mà trong nội dung đó nó lại có một cái phần gạch đầu dòng, một cái slide, mà trong slide đó nó là thể hiện của một cái tổng bên ngoài của cái được zoom lên để ngoài, tức là đây là cái mình nên biết à, hiểu không? Tức là trong bảng chữ cái nó có chữ A thì anh zoom lên nguyên cái chữ A, nhưng mà trong chữ A là nói là à nó có cái bảng chữ cái nằm bự hơn bên ngoài, nên 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 nghiên cứu đó, nên cho mình cái kiến thức, nên thay đổi mình theo hướng đó đó. Cho nên em hỏi có phải phô lớp chưa, phải không? Sao phô lớp được, tổn thương tài le, nhưng mà phô lớp gì? Phô lớp là lúc là người đàn ông ta quỳ xuống, người ta muốn có cái cô gái này quá, người ta muốn tới mức mà người ta quỳ xuống luôn, người ta đưa một cái nhẫn, tốn tiền mua cái nhẫn mà lúc cầu hôn vẫn sợ bị từ chối, mặc dù trong lòng đã gọi là biết là nàng có tình cảm với mình rồi đó, nhưng mà lúc hỏi vẫn mặt vẫn nhìn lên như nè, em có đồng ý làm vợ anh không? Mà con nhỏ nó không trả lời, trong 2 giây đồng hồ thôi nó ngậm ngùi nó nhìn, mà trong đây kéo dài như thiên thu là tại rủi, mà nàng nói nô một cái thì chết mẹ đó. Cho nên là đó là cái cảm giác một người đàn ông fall in love đó, là họ vẫn cảm giác là em vẫn có thể nói nô, mà mình vẫn không muốn em nói nô, vẫn mong là em nói yes, cái cảm giác mà nhìn mà chờ đó đó, cái đó mới là fall in love. Còn đây áp đặt tài le fall in love gì, hiểu không? Rồi tiếp tục nè, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.